Tháng 6 năm 2023, lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền FATF đã đưa Việt Nam vào danh sách giám sát tăng cường. Điều này đã khiến nhiều nước đã tăng cường kiểm tra, giám sát về thuế cũng như việc chứng minh tài chính đối với người Việt, trong đó có EU. Chúng ta cũng phải xác định là cái việc mà chúng ta thực hiện các cái cam kết và để mà chúng ta ra khỏi được cái danh sách xám này thì nó là những cái vấn đề mà mang cái tính chất kỹ thuật và pháp lý rất là cao và đòi hỏi là chúng ta phải có những cái biện pháp rất là thực chất thì chúng ta mới có thể ra khỏi cái danh sách này. Đối với các nước và từ kinh nghiệm của các nước thì chúng tôi thấy là các nước họ cũng rất là coi trọng cái này và thực hiện hết sức nghiêm túc thì mới có thể trong vòng 2 năm mới có thể ra khỏi cái danh sách này. Một số nước mà làm nó chưa nghiêm túc thì báo cáo Phó Thủ tướng cũng có những nước đến 5 năm. Thời gian gần đây, Cộng hòa Séc cũng đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt hơn với những quốc gia nằm trong danh sách xám về rửa tiền. Chính vì thế, việc chứng minh tài chính đối với người Việt khi muốn sở hữu tài sản tại Cộng hòa Séc cũng gặp nhiều vấn đề và cần phải giải quyết. Đây cũng là lý do và mục đích chính cho hội thảo chuyên đề về luật rửa tiền và thuế AML và KYC, kiểm tra và chứng minh tài chính do mạng lưới trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Cộng hòa Séc NVIEC tổ chức ngày hôm nay. Cái sự việc xảy ra gần đây nhất mà nó mang đến cái sự ảnh hưởng lớn đến việc kiểm tra từ các cơ quan chức năng hoặc là từ phía ngân hàng thì là trực tiếp liên quan đến việc rằng là Việt Nam, tức là quốc gia mình là đã bị liệt kê vào danh sách xám và đồng thời thì là bên phía khối EU cũng đưa ra trong đưa Việt Nam vào danh sách là một trong những quốc gia thứ ba mang rất nhiều rủi ro trong việc kiểm định khách hàng hoặc là kiểm tra về nguồn gốc tiền của khách hàng. Và do đó là bây giờ Việt Nam đang phải khắc phục những cái yêu cầu từ các cơ quan quốc gia để có thể rời khỏi cái danh sách xám này. Chúng tôi đã đặt ra những cái mục tiêu rất là cụ thể và một trong những cái mục tiêu đó là phát hiện và góp phần tư vấn, hướng dẫn cộng đồng giải quyết những cái vấn đề cụ thể phát sinh trong cộng đồng. Đây là một trong những cái lý do mà chúng tôi quyết định tổ chức cái hội thảo lần này. Tham gia với tư cách diễn giả cho hội thảo chuyên đề này là các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và các luật sư người Việt gốc Việt tại Cộng hòa Séc. Hội thảo nhằm giải đáp mọi nhu cầu thông tin, mọi thắc mắc và cùng giải quyết các trường hợp cụ thể liên quan đến thuế và kiểm tra chứng minh tài chính. Đây cũng là cơ hội để người Việt nắm rõ hơn những quy định hiện hành và chủ động mọi tình huống khi kinh doanh, mua bán tài sản trên lãnh thổ Cộng hòa Séc. Đối với thu nhập và việc chứng minh tài chính thì thực tế là cộng đồng mình đang gặp phải những cái sự không đồng đều trong những thông tin đang được chia sẻ trên mạng lưới xã hội. Và do đó thì là dựa trên cái buổi hội thảo này thì là mạng lưới trí thức và chuyên gia cũng muốn đưa ra những cái thông tin mà nó đúng nhất và chính xác nhất. Thông qua hội thảo lần này thì chúng tôi có mong muốn là sẽ mang lại được những cái giá trị thiết thực cho cộng đồng nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc. Xin cảm ơn. Mạng lưới tri thức và chuyên gia Việt Nam tại Cộng hòa Séc NVIEC được thành lập vào năm 2023, quy tụ các chuyên gia tri thức người Việt và gốc Việt hàng đầu tại Cộng hòa Séc với mục đích giúp bà con người Việt tìm hiểu mọi quy định pháp luật của nước sở tại cũng như tư vấn cho bà con cộng đồng mọi vấn đề liên quan đến luật pháp. Hội thảo chuyên đề về luật rửa tiền và thuế AML và KYC, kiểm tra và chứng minh tài chính đã mang đến nhiều thông tin hữu dụng dành cho người tham gia. Hội thảo cũng nhằm góp phần thúc đẩy việc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xám của FATF.